muốn giọng sang thì giọng phải vang. Thế làm gì có giọng ai mà sang mà giọng như này đúng không? Trời ơi. Mặc dù là vẫn đẩy hơi thở ở đây nhá, nhưng mà nghe nghe mọi người nghe là xem, nghe nó bị bí đúng chưa? Và nhìn cái giao diện bên ngoài thì sao? Trông đúng kiểu hơi ghê gớm nhỉ? Bây giờ mình phải mặt như này đúng không? Mặt nó lồng trọng lên như này, trông như là kinh không? Và khi mà cái nồi của mình không có mở á, thì nó sẽ dẫn đến những cái tình trạng như biết là tốc độ nó nhanh, dễ bị dính chữ, dính từ, nhịu vấp và dẫn đến các vấn đề về phát âm ngọng l n bẹt nguyên âm hay sai dấu. Em cố gắng là khi mà mình phát âm á, mở cái khẩu hình ra để cái âm thanh của mình nó tròn trịa hơn.